Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây là em về được khá là nhiều thùng Nike Air Zay nhé. Nike Air Zay đôi 30. Đấy, khi đã tạo được một cơn hit thì nó là cứ hit nhưng không có bụi. Đấy. Đó. Cái này giờ là nhiều các bác thấy em đăng lên cái là bắt đầu là chú để anh hai đôi. Hai đôi 11 triệu anh ơi. 11 triệu có giảm không? Không giảm. Thế qua cửa hàng đấy, có thương lượng. Thế trừ bao nhiêu, anh cứ qua đây, em trừ cho. Đảm bảo là ngang ngang với tiền cước em kể. Đấy, thế là các bác là cũng được. Thế chú cho anh địa chỉ. Ngày mai anh qua đấy. Thế này em cũng thoải mái luôn, cứ lấy sẵn về luôn. Các bác mà không lấy thì cũng có người khác lấy, bởi vì sau khi đăng cái video mà review nguyên cả một hệ thống Anna Ray cho ông bác làm là sự kiện đám cưới thì các bác đã phải gọi là khủng hoảng luôn. Nhiều các bác gọi nhưng mà lại chơi theo kiểu là chú gửi xe về Hải Phòng cho anh được không, gửi được lấy cọc trước cho em tí tiền. Đó, không chú cứ gửi xe đi ra nơi anh kiểm tra đúng hàng anh đấy, anh giả tiền anh không giả thiếu gì nào. Các bác vui tính cái người được, cái hàng nó to cồng kềnh này thì bây giờ em gửi ra đấy các bác chả may vào cái việc gì đó đột xuất hay đột biến các bác không nhận, còn các bác lại bảo gửi quán nước. Thế đến ví dụ em lại cũng tin tưởng các bác em gửi quán nước, xong đến hôm sau các bác ra các bác không nhận hay là gọi các bác không nghe nữa thì lúc ý là lại gọi xe để chở hàng về thì cái cước vận chuyển ý là ai chịu, đúng không ạ, ai chịu. Thì hôm nay em về tổng cộng đến bây giờ là 5 cặp, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đấy, một chiếc đây nữa là 10, được chưa. Đấy. Tổng cộng là 5 cặp trong buổi sáng và từ tối hôm qua đến sáng nay thì em sẽ dỡ ra hoàn thiện sẵn kiểu như thế nào đó chính là tháo lưới ra, họng kèn thì nắp luôn vào thùng, ốc yếc hậu yếc các cái là nắp sẵn luôn tức là hoàn thiện qua cho các bác. Nhà không còn bông tiêu âm, còn em bắn ngay, em không tiếc gì tấm bông tiêu âm cả, không còn, nên em báo cáo luôn nhé. Còn các bác nào bắt bẻ chịu đấy, đầu của em cứ thế thôi. Hàng thì em đã nói rồi, hàng cao cấp thì em vẫn thông báo lại với các bác nhé. 2 cặp là 11 triệu, 3 cặp là 15 triệu, 4 cặp là 18 triệu 500. Đấy, tùy các bác lấy nào đấy. Một lần lấy 4 cặp, một lần mới 4 cặp. Đấy, còn ví dụ các bác đòi lấy 5 cặp thì em không báo giá. 5 cặp em không báo giá. Bởi một lần giao tối đa là có 4 cặp thôi. Bởi vì em chưa nhìn thấy bác khách nào mà chơi cái loại dây đôi 30 này. Chơi liền một lúc 4 cặp thôi, hỏi một phát 4 cặp em chưa thấy bác nào hỏi cả. À, nhiều các bác cũng biết giá rồi, mà thấy anh thấy chú đăng lên là 3 cặp là 15 triệu thì có bớt không? À, bớt đi qua cửa hàng đấy thôi chứ còn chả có gì cả. Đấy. Đây nhá, hàng về trong buổi sáng ngày hôm nay và tối ngày hôm qua. Đấy. Thì em sẽ hoàn thiện sẵn lên, lắp ráp sẵn lên. Để các bác nào mà thích là có thể qua cửa hàng ngắm và xem, ưng thì là bốc lên xe trở về. Hoặc là các bác nhìn cảm thấy là đẹp nhưng mà chưa được ưng lắm về một cái lý do nào đó thì tùy. Đấy, thì em nên cấu hình này là cũng khá nhiều các bác thích đấy. Khá nhiều các bác thích đấy, nhiều các bác ghét lắm. Hàng này một mình một kiểu không ai có, này hàng hiếm, hàng đẹp như này nữa thì chê làm sao được, đúng không ạ. Thôi được rồi, không đinh đinh lên thuyền nhá. Rồi em sẽ lắp lên mời các bác cùng xem khi lắp hoàn chỉnh lên thì nó nhìn trông như nào, mời các bác cùng xem nhé. Đây các bác xem nhé. Tuy nhiên một ngày mưa gió vẫn phải bê loa ra vẫn phải bê loa ra để quay cho các bác xem ngoài trời nó như nào. Đấy, rất đẹp đúng không. Đây là em vừa nắp lên nhá, hàng dưới kho lên thì nó có bụi bẩn, cái này không trách được. Đấy. Trong đây nữa thì có 2 cặp. Lấy 5 cặp, xong bắt đầu là lấy 8 cặp. Chốt này này, rất là đẹp. Nhìn trông như cái loa nhỉ. Cái này mà các bác làm đám cưới thì chơi một phát 8 cặp thì chắc có khi phải
hàn cái bộ khung treo. Còn bên em thì em không biết là các bác định làm trò gì. Nếu mà các bác đánh mặt đất, đánh mặt đất thì không biết là các bác kê kiểu gì nhỉ. Đánh mặt đất thì các bác cứ lưu ý nhé, một thùng này là 25 cân, còn nếu mà thùng không thôi thì 4 chiếc là 100 cân. 1, 2, 3, 4, 4 chiếc 100 cân, 3 chiếc 75 cân. Nhưng ngoài đây thì em đang kê 3 chiếc là 75 cân trên 3 cái thùng giấy. Kê thùng giấy không thôi mà chịu được, ghê nhỉ. Cái này các bác về xong là hàn bộ khung treo vào, treo lên tầm 18-20 mét. Xong là không phải là dây 3 này nữa, mà các bác chưa được phát dây 8, 8 loa một bên. Ui giời ơi, tuyệt vời. Đấy, 8 cái loa, 8 cái tay dây này một bên, 16 dây hai bên. Tuyệt vời. Đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời. Thùng đây nhá. Thì về em chưa có bắn cái ốc này. Cái này các bác sẽ bắn ở đây chưa? Đây có một lỗ ốc rèn này. Này các bác bắn đây chưa? Cao cấp chứ không phải là hàng rẻ. Hàng này hàng cao cấp, em nói luôn này. Vỏ đây thì em lại báo giá lại lần nữa nhá. 2 đôi là 11 triệu. 3 đôi là 15 triệu. Như trong đây là đang có 2 đôi này. Đấy. Còn ngoài này là 3 đôi này. Đấy. Xe xếp nào to thế nhỉ? Ui, nhìn cái biển MG này 62 này, ghê. Đây nhá. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp với em. Rất là đẹp. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Các bác lấy cục xúc nữa thì giá tốt nha.